Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi canh tí 1960 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1. Tổng quan về tuổi canh tí 1960 nữ mạng năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng năm 1960 tuổi canh tí, tức tuổi con chuột. Thường gọi là lương thượng chi thử, tức chuột trên xà. Mệnh thổ bích thượng thổ nghĩa là đất trên tường thành. Mệnh thổ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim thổ bị thiệt không tốt. Địa chi tí gặp dần, bình thường Thiên Can canh gặp Nhâm bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thủy diệu cát tinh chủ về tài lộc hỷ. Sao này rất hợp cho người mệnh Mộc và Kim, nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Vận hạn hạn toán tận đại hạn hạn bệnh nặng hao tài. Vận niên chư phùng hỏa. Thái Tuế năm 2022 không phạm Thái Tuế. Tam tai năm 2022 phạm Tam tai năm thứ nhất tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc tam địa sát, năm này bản mệnh nên tránh xây nhà, sửa nhà. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi canh tí 1960 nữ mạng. Sao thủy diệu hay còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu, nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ, sao này rất hợp cho người mệnh mộc và kim, nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Ảnh hưởng của sao thủy diệu đến cuộc sống của bạn Đối với công danh, khi gặp sao này nhiều người thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản thì đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp tròm sao thủy diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại nhưng đó không phải là điều đáng lo vì vốn dĩ thủy diệu là một phước lộc tinh rồi. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu sao thủy diệu tốt nhưng cũng kỳ tháng tư và tháng 8. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi canh tí 1960 nữ mạng. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạt thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau toán tận vẫn đến thình lình đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi như vậy hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó nếu những người phúc đức kém vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng theo tử vi cho thấy những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông tai nạn sông nước tai nạn lao động máy móc thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao tai biến đột quỵ theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn có thể bị cảm mạo trúng gió bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều sau thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài, mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Kẻo sẽ bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa năng thất thường, đề phòng bị cảm mạo, hay bệnh tật, trúng gió ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên đi đền chùa lễ thần phật cầu bình an khỏe mạnh vì trong cuộc sống sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng mạnh mẽ những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi canh tí 1960 nữ mạng. Chư Phùng Hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất. Bản mệnh làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán vì vậy chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm trong năm gặp vận niên chư phùng hòa bản mệnh nên chỉ làm công an lương ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận đường công danh trong năm này bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn về cuối năm sẽ tốt chuyện tình cảm năm nay rất tốt, đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. năm, Tuổi canh tí 1960 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022 có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tị năm 2022, tuổi tị phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thách tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi canh tí 1960 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6 T. Uổi canh tí 1960 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi. Gia chủ tuổi canh tí, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, bính dần, đinh mão, mậu thìn, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, canh dần, tân mão, nhâm thìn, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, giáp dần, ất mão, bính thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi canh tí 1960 nữ mạng phạm hạn tam tai năm thứ nhất. 7 tuổi canh tí 1960 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một ba sáu tám thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi canh tí 1960 nữ mạng là 63 tuổi không phạm tuổi kim lâu. 8. Tuổi canh tí 1960 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cắt hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi canh tí 1960 nữ mạng là 63 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc tam địa sát.